Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với bản tin nội bộ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong tuần. Đẩy mạnh nhiều giải pháp hỗ trợ các địa phương tiêu thụ nông sản tiếp tục là điểm nóng trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong tuần qua. Theo đó, ngoài việc đẩy bán nông sản qua sàn postmart.vn, Vietnampost còn kết nối với các nhà thu mua và xuất khẩu vải thiều để nhanh chóng đẩy ra thị trường quốc tế. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, Tổng Giám đốc đã ký ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị quán triệt và sử dụng ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 trên toàn mạng lưới từ ngày 2 tháng 6. Tuần qua, Tổng công ty đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cường giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai và ông Trần Đức Hùng làm Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Phước. Ngày 1 tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem truyền thuyết Mai Ăn Tiêm sử tích quả dương hấu gồm 4 mẫu tem và 1 block. Bưu điện tỉnh Hậu Giang và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang ký chương trình phối hợp kiểm tra và xử lý hàng hóa kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước. Ngày 30 tháng 5, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với người lao động tại các đơn vị. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số đó có chị Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam. Bưu điện thành phố Cần Thơ và Tòa án Cần Thơ vừa ký hợp đồng cung ứng dịch vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Ngày 4 tháng 6, Bưu điện tỉnh Hậu Giang và VNPT Hậu Giang tổ chức chương trình giao quân bán hàng và chăm sóc khách hàng quý 2 năm 2021. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với cộng đồng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ủng hộ số tiền 600 triệu đồng, mỗi tỉnh 300 triệu đồng, góp phần chung tay cùng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tuần qua, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các bưu điện tỉnh, thành phố đã tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Bưu điện Việt Nam Xuân Yêu Thương. Công đoàn các bưu điện tỉnh, thành phố và chế nước mát phục vụ người lao động giữa giờ trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ngày 30 tháng 5, Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh Tây Ninh phối hợp với các chi đoàn thuộc khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn tại chốt giao thông đường thủy phà Lái Mai, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 31 tháng 5, Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức tiêu thụ hơn 1 tấn dưa hấu, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con nông dân tỉnh Bắc Giang. Ngày 5 tháng 6, Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh Yên Bái trao tặng quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Bản tin nội bộ số 9 đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị. Bưu điện Việt Nam, gửi cả niềm tin.